Thưa quý khán giả, trong xu thế phát triển hiện nay thì chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng. Và tại thành phố Cần Thơ, bà con nông dân của chúng ta cũng đã từng làm quen với nền tảng số, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị nông sản và chủ động hơn trong việc sản xuất. Tại hợp tác xã nông nghiệp Tân Thới 1, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, mỗi trái sầu riêng đều được dán tem nhãn. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR là có thể xác định được nguồn gốc. Khách hàng yên tâm hơn, uy tín và giá trị của trái sầu riêng cũng được tăng cao. Chứng nhận cho có cơ sở rồi để mình quảng bá cái thương hiệu sầu riêng của hợp tác xã Tân Thới 1 của mình cho là bà con người tiêu dùng người ta biết. Càng ngày ví dụ cái mà thương hiệu của mình với cái nông sản của mình, hàng hóa của mình được mua bán rộng rãi hơn. Còn đối với tổ hợp tác trồng lúa khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, kể từ vụ hè thu năm 2020 đến nay, chi phí đầu vào của bà con đã giảm từ 10 tới 15%, đồng thời công chăm sóc cũng giảm. Đây là kết quả có được từ việc lắp thiết bị máy quan trắc khí tượng thủy văn tự động. Nhờ cái máy này mà cái nông dân chúng tôi đó áp dụng về cái ba giảm ba tăng nó sẽ tiện lợi hơn nhiều lắm. Do vậy thì cái chi phí mình nó sẽ giảm và nó tăng cái lợi nhuận cho gia đình hồi lúc hơn cái lúc hồi xưa. Thời gian qua, ngành chức năng thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số cho nông dân nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh nông nghiệp. Trong đó, đã tổ chức tập huấn cho nông dân về nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quảng bá nông sản qua mạng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đồng thời giới thiệu một số trang thông tin hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Hội nông dân cũng còn phối hợp mở một số lớp tập huấn về giúp cho nông dân là có kỹ năng để tìm kiếm thông tin trên Internet, cũng như kỹ năng bán hàng online. Theo định hướng chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ đến năm 2030, trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố sẽ thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy người dân tổ chức, sử dụng, ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT, vân vân, để tự động hóa quy trình sản xuất, giúp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chính xác, đổi mới phương thức làm nông, ứng dụng chuyển đổi số, là chủ trương đúng đắn, giúp nhà nông tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn, nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa nông sản.